Xin chào các bạn. Thì có rất nhiều cách để chúng ta có thể tạo được các cái đồng hồ đếm ngược. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một đồng hồ đếm ngược rất là nhanh chóng. Các bạn có thể chỉ mất khoảng độ 2 giây thôi là các bạn có thể là tạo được một đồng hồ nó kéo dài có thể đến hàng phút. Bây giờ các bạn thử xem, tôi sẽ chạy thử với file mẫu của tôi. Vâng, đồng hồ này tôi đã cho đếm ngược từ 2 phút trở xuống. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cách làm cái đồng hồ đếm ngược tính hàng phút này như thế nào nhé. Trước tiên thì chúng ta mở PowerPoint ra. Ở đây chúng ta có thể chèn vào một cái hình dạng bất kỳ. Đơn giản là một cái bút và ta sẽ làm chỉ một cái bút này. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Ta chỉ cần nhấn vào cái tích bút và tích bóc mà chúng ta vừa tạo vào phần view, chọn Macro. Ở đây bạn có thể gõ bất kỳ một cái nhà đặt tên bất kỳ cho cái thằng Macro và sau đó nhé. Trên trang web của tôi đã chia sẻ đầy đủ cái đoạn code này, các bạn chỉ cần copy nó và dán vào trong trong cái phần Vision Basic thế thôi. Ta cần copy. Ta dán đè lên cái phần macro chúng ta vừa tạo. Ở đây chúng ta cần chú ý nhất là hai cái này. Phần này thì là nó sẽ là cái bước nhảy sẽ đếm từ từng giây một. Nếu bạn thay đổi cái số này có thể thay là 10 chẳng hạn thì nó sẽ nhảy 10 giây 1, 10 giây 1. Các bạn chú ý ở cái điều này. Nó sẽ cho nhảy từng giây 1. Như ở đây thì chúng ta nên sử dụng 120, 120 đến 300 là cùng thôi. Đấy. Bởi vì số nếu là lớn quá thì PowerPoint nó chịu đựng không nổi đâu. Nó sẽ rất dễ là bị làm cho máy của bạn nó bị treo. Ta nên để mức độ thấp, tôi cứ để nó là 2 phút đi. Đấy. 2 phút 120 giây. Nếu mà chương trình của bạn đòi hỏi là phải 3 phút thì bạn thực sự cho là 3 phút nhé. 180 giây hoặc là 2 phút rưỡi 150 giây. Đấy. Bởi vì máy tôi hiện tại đang chạy một vài thứ là tôi cho 150 đi. Vâng, bây giờ xong rồi ta sẽ quay trở lại với màn hình PowerPoint, nhấn vào cái tích bóc chúng ta vừa tạo, chọn Macro, chọn chữ đếm ngược, cái Macro đếm ngược. Sau đó chúng ta nhấn nút chạy. Nó chạy.
trả một chút xíu. Đấy, chương trình nó sẽ tạo ra chúng ta cái số bấm như vậy. Vâng, thật là nhanh chóng rồi các bạn, chỉ mất vài phút, chưa đến một phút chúng ta đã hoàn thành xong một đồng hồ đếm ngược tính đến hàng phút. Như ở đây là chúng ta tính đến 2 phút rưỡi, tính đến 2 phút rưỡi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.